kinh nghiệm đi Vinpearl Nha Trang là cuốn cẩm nang hữu ích cho những ai đang có kế hoạch khám phá khu nghỉ dưỡng giải trí với nhiều hoạt động vui chơi đa dạng hấp dẫn. Với kinh nghiệm đi Vinpearl Nha Trang của mình, đây sẽ là lời giải đáp cho câu hỏi của nhiều du khách. Thứ nhất, cách di chuyển đến Vinpearl Nha Trang. Bạn có nhiều cách để di chuyển đến đây, nhưng nhìn chung sẽ di chuyển rất đơn giản bằng máy bay, ô tô, xe máy, vân vân. Không chỉ là phương tiện đưa du khách đến với hòn đảo, hòn tre cáp treo Vinpearl Nha Trang còn được xem là kỳ quan đẳng cấp với vẻ đẹp cuốn hút giữa vịnh biển Lên Thơ. Đây là một trong các tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới và là nơi sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị trong hành trình đi du lịch Nha Trang. Bạn hãy thử trải nghiệm cáp treo qua vịnh Nha Trang để đến với đảo Hòn Tre nhé. Đi Vinpearl Nha Trang thì nghỉ ở đâu? Hệ thống nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang bao gồm các khu khách sạn, resort cùng hệ sinh thái đa dạng, tất cả trong một. Từ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí đến mua sắm, ẩm thực sẽ là lựa chọn đáng giá cho các du khách khi có dịp trải nghiệm tại đây. Mỗi khách sạn, resort đều có những ưu điểm nổi bật riêng cũng như giá phòng khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu, sở thích, khả năng tài chính mà bạn có thể lựa chọn ở khách sạn, resort Vinpearl Nha Trang phù hợp với mình. Theo kinh nghiệm đi Vinpearl Nha Trang, bạn nên tham khảo những trải nghiệm thực tế từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp hoặc các du khách khác đã từng ở khách sạn, resort Vinpearl trước đó, hoặc bạn cũng có thể xem các review Vinpearl Nha Trang trên các hội nhóm, mạng xã hội. Đến Vinpearl Nha Trang có gì khám phá trải nghiệm? Thứ nhất, phải đến khu VinWonder Nha Trang. Nếu bạn đang còn băn khoăn đi chơi gì ở Vinpearl Nha Trang thì một gợi ý tuyệt vời cho bạn chính là VinWonder Nha Trang. Tiền thân trước đây là Vinpearlland Nha Trang. Công viên giải trí của những kỷ lục sẽ chinh phục bạn bằng hải trình trải nghiệm văn hóa khắp Nam Châu cùng những trò chơi không thể hấp dẫn hơn. Thử thách bản thân với 1001 trò chơi cảm giác mạnh. VinWonder Nha Trang là điểm dừng chân của hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh, chinh phục những trái tim gan dạ nhất. Những trò chơi đẳng cấp thế giới sẽ mang đến cho bạn những khoảnh khắc ấn tượng đến khó quên. Choáng ngợp với show diễn triệu đô Tata Show. Show diễn thực cảnh đa phương tiện Tata Show Vinpearl Nha Trang với hệ thống máy chiếu 3 chiều âm thanh sống động kết hợp với ánh sáng cùng phần thể hiện chuyên nghiệp của 170 diễn viên trong và ngoài nước sẽ đem đến cho du khách những ấn tượng thị giác mạnh, những trải nghiệm giác quan bậc nhất. Địa điểm show ở quảng trường thần thoại, thời gian diễn show khoảng từ 19:30 đến 20:10 hàng ngày. Ngoài ra bạn có thể chinh phục đường trượt rip line ấn tượng, trải nghiệm cảm giác chinh phục bầu trời với đường trượt rip line có đường trượt dốc nhất và có cú nhảy tiếp đất cao nhất Việt Nam. Thời gian hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, 10:00 đến 17:00 thứ bảy, chủ nhật 9:00 đến 17:00. Cứ 30 phút đón 10 khách và tạm ngừng hoạt động khi thời tiết có gió và mưa lớn. Bạn cũng nên trải nghiệm bánh xe bầu trời top 10 vòng xoay cao nhất thế giới. Với kinh nghiệm đi VinWonder Nha Trang, bạn sẽ không thể bỏ qua trải nghiệm thú vị khi ngắm nhìn vịnh biển Nha Trang ở độ cao 120m top 10 vòng xoay lớn nhất thế giới. Vinpearl Skywheel mang đến cho du khách cảm giác phấn khích hồi hộp khó tả. Bạn cũng nên thử trải nghiệm lạc vào khu vườn Nam Châu cổ tích. Kinh nghiệm đi Vinpearl Nha Trang một ngày bạn có thể khám phá khu vườn với hàng nghìn loài hoa kỳ hoa dị thảo, những loài hoa quý hiếm từ nhiều nơi khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt hơn đó là được chiêm ngưỡng bộ sưu tập xương rồng khủng nhất Việt Nam với hơn 8.000 cây xương rồng ở khắp mọi nơi trên thế giới quy tụ về đây. Tiếp theo bạn cũng có thể trải nghiệm quẩy tung vịnh đảo, vịnh phao nổi lớn nhất thế giới. Với diện tích 4.200m² cùng sức chứa tới 750 người, vịnh phao nổi lớn nhất thế giới tại VinWonder Nha Trang là nơi du khách được trải nghiệm những trò chơi vận động cường độ cao, những thử thách chinh phục đòi hỏi sự phối kết hợp đồng đội chặt chẽ. Tiếp theo bạn cũng nên ghé thăm vườn thú thu nhỏ King Garden, chiêm ngưỡng vườn thú độc đáo và duy nhất tại Nha Trang King Garden với hàng chục loài thú quý hiếm như hà mã châu Phi, hổ Bengal, hồng hạc Mỹ cùng nhiều loại
chim sặc sỡ khác, tất cả sẽ khiến bạn như lạc bước vào thế giới thiên nhiên đầy kỳ diệu. Bạn cũng không nên bỏ lỡ hò hét cực đã với đường trượt núi Alpine Cotter dài 1.865 m, đường trượt núi trên đảo lớn nhất Đông Nam Á tại VinWonders Nha Trang với chiều dài 1.865 m, với những khúc cua ấn tượng mang đến cho du khách trải nghiệm khó quên cũng như cảm giác mãn nhãn khi được ngắm nhìn vẻ đẹp tráng lệ của đảo Hòn Tre. Bạn cũng nên ghé thăm khu Vinpearl Harbor Nha Trang. Vinpearl Harbor là tổ hợp kinh doanh, tổ hợp mua sắm ẩm thực giải trí có 102 tại Nha Trang, được chính thức ra mắt đầu năm 2024. Vinpearl Harbor Nha Trang đã trở thành địa điểm ăn chơi không thể bỏ qua của du khách khi quy tụ hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn như mãn nhãn trước các lễ hội quốc tế bùng nổ xuyên ngày đêm với sự xuất hiện của các siêu sao Việt Nam và quốc tế, thoải mái mua sắm 24/7 trên các tuyến phố thương mại nhộn nhịp và sầm uất, thưởng thức ẩm thực tinh hoa đa vùng miền tại hệ thống nhà hàng sang trọng, check-in trong không gian lung linh sống động, đắm chìm trong nhịp sống life thời thượng.